trận đấu hôm nay thì đội có bắt nhịp hơi chậm một chút, còn không thể nói là kể từ khi em vào sân được, và những phút sau này thì toàn đội đã tập trung hơn và kiểm soát lại thế trận và có thể chậm tốt hơn. Một tình huống tấn công vào trung lộ rất nguy hiểm, cơ hội cho Uwan sốc đạn rất tay hoan hô. Thực ra cũng không lạ gì với trung phong cao to rất nguy hiểm. Như vậy là ngay lập tức đã có sự thay đổi bên phía U23 Việt Nam. Đình Trọng vào sân thay cho Thanh Thịnh. Đó là pha xử lý của Đình Trọng. Tiền đạo đối phương là một hàng tiền đạo rất là tốt và thật sự cũng đã gây được rất là nhiều khó khăn cho Hà Nội về đội bóng chúng ta. Trận đấu tới thì toàn đội sẽ tập trung cao độ, mặc dù là không có quyền tự quyết hoặc có quyền tự quyết thì toàn đội cũng sẽ thể hiện một trận đấu tốt. Pha xử lý của số 7 Mohamed Aburiz. Như vậy là trọng tài không cho bù giờ thêm. Ông đã thổi còi kết thúc trận đấu này với tỷ số hòa không đều.